máy bay nông nghiệp Airbus D-21 được trang bị các cụm đèn báo hiệu ở đầu các cánh tay, giúp phi công khi vận hành máy bay vào ban đêm vẫn có thể quan sát rõ quá trình làm việc của máy bay. Ban đêm là thời điểm mà các loại sâu bệnh, côn trùng gây hại thường xuất hiện để gây hại cho cây trồng. Chính vì thế, việc phun thuốc vào ban đêm cũng làm tăng tỷ lệ diệt trừ sâu bệnh gây hại được tăng lên đáng kể. Ngoài ra, việc trang bị radar cảm biến đa giác quan tránh vật cản giúp máy bay Airbus D-21 có thể hoạt động linh hoạt và an toàn, ngay cả khi hoạt động vào ban đêm.